Hello, xin chào anh em, lại là mình An Hoàng Sơn, kênh Bánh Cuộn ở đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ lên sóng một cái video nội dung nó hơi đặc biệt, hơi khác với mọi khi một tí. Thì cái video này nó là một cái câu trả lời cho thời gian vừa qua có rất nhiều anh em đặt câu hỏi trên kênh chúng mình. Có thể rất nhiều anh em, đặc biệt những ai mà mình thứ nhất là mình mới chơi này, thứ hai mình đang quan tâm đến việc mình chọn cái dòng máy ảnh Canon, thì anh em sẽ gặp phải một cái vấn đề, một cái sự gọi là một cái khó khăn, đó là chúng ta thể thấy bây giờ trên thị trường đang có rất nhiều các dòng ảnh Canon, những cái dòng máy khác nhau này. Có nhiều anh em không biết là những dòng 4 số thì nó có tốt hơn dòng 3 số hay không, hay cái dòng 2 số, 1 số nó khác nhau điểm gì. Thì ngày hôm nay sẽ là một cái video mà mình sẽ, nói chung là một cái video thứ nhất là mình muốn chia sẻ để anh em những cái sự khác nhau giữa những cái lineup máy ảnh chính của Canon tại điểm hiện tại. Và thứ hai, những cái dòng máy này thì khi so sánh thì nó sẽ có những cái điểm gì khác nhau, có điểm gì ưu điểm, có những nhược điểm gì, để anh em có thể là trong thời điểm này mình đang tìm kiếm cái dòng máy nó phù hợp cho nhu cầu của mình, thì có thể mình tìm được cái dòng máy nó phù hợp, nó đúng nhất so với cái nhu cầu của anh em. Thì như ở đây mình có thể thấy là có đang có rất là nhiều những dòng máy mình đã để trước mặt đây, đến từ Canon, những cái dòng máy thay đổi ống kính gọi là máy DSLR ấy. Thì mỗi một cái con máy này sẽ đại diện cho một cái lab khác nhau. Thì để đầu tiên thì mình sẽ, các anh có thể thấy đây, mình đang để một cái bảng ở đây để mình gọi là mình làm một tí gọi là viết vẽ ra cho nó trực quan để anh em dễ hiểu nhá. Thì như chúng ta đã biết này, thì Canon thì họ có rất nhiều các dòng máy ảnh, có cả dòng máy compact, những dòng máy du lịch nhỏ bé bé tí tí, cho đến những cái dòng máy mà thay đổi ống kính. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ đi sâu vào những dòng máy thay đổi ống kính, dòng máy DSLR mà có thể rất nhiều anh em quan tâm nhá. Chúng ta có thể thấy này, đầu tiên mình viết đây là các dòng máy DSLR. Canon thì có các dòng máy DSLR rất là nổi tiếng, thì có thể nhiều anh em đã biết này, nhưng mà chúng ta đang không biết là các dòng máy này thì nó chia ra như thế nào. Thì mình sẽ đi bắt đầu từ phân khúc những dòng máy gọi là entry level, những dòng máy dành cho anh em mới chơi nhá. Thì chúng ta sẽ có một cái phân khúc gọi là thấp nhất là các dòng máy entry level. Các dòng máy entry level này thì nó có đặc điểm gì? Thì đầu tiên những dòng máy entry level này thì được Canon họ sản xuất ra, họ thiết kế là để nhắm đến những cái nhóm người dùng, là những người mới chơi, những người đang mới làm quen với nhiếp ảnh. Thì những cái dòng máy này thì nó sẽ phải đáp ứng được những cái yêu cầu như sau này. Thứ nhất là những dòng máy này phải có giá thành rất là phải chăng, rất là rẻ, không quá đắt đỏ, để làm cho những người mới chơi có thể là kinh phí của chúng ta là chưa được nhiều ấy, thì không thể tiếp cận được ấy. Thì thường những dòng máy này nó giá rất là rẻ. Thì đơn cử như ở đây mình đang có trên tay là một chiếc Canon EOS 2000D. Con máy này thì hiện tại bây giờ giá nó cũng chỉ loanh quanh đâu đấy khoảng tầm từ 3 triệu đến 4 triệu, giá rất là phải chăng luôn. Mà với những ai, ví dụ là những người kiểu như bạn học sinh sinh viên, những cái bạn kiểu gọi là người có thu nhập thấp các thứ, mà mình muốn làm quen với nhiếp ảnh, thì việc chúng ta bắt đầu những con máy này thì thường là một cái lựa chọn rất là hợp lý. Thì chúng bắt đầu với những dòng máy nó gọi là những dòng máy 4 số nhá. Đấy, cái tên 4 số thì nghe qua thì chúng ta đã hiểu rồi. Những con máy mà nó có cái tên mà có 4 chữ số, những dòng như là 3000D này, 4000D, 2000D các thứ. Thì những cái dòng máy này thì ở trên cái sơ đồ line up, sơ đồ phân khúc của Canon là những dòng máy ở cái phân khúc thấp nhất. Thì thường những dòng máy này thì thường nó sẽ, thứ nhất là nó rẻ, rất là rẻ luôn này. Thứ hai thì thường những dòng máy này nó cũng mang trong mình những cái công nghệ nó cũng ở mức độ gọi là vừa phải thôi, không phải những công nghệ cao cấp quá, đủ để cho những người mới làm quen với nhiếp ảnh có thể là mình, thứ nhất là mình dễ dùng, thứ hai là mình có thể là mình trong quá trình mình học, mình làm quen nhiếp ảnh thì mình vẫn có thể mình tận dụng con máy này để mình có thể cho ra những bức ảnh theo đúng ý muốn của mình. Những con máy này thì thường nó cũng sẽ không có quá nhiều những cái tính năng hiệu năng quá cao đâu. Những con máy này thì gọi là để gọi là chúng ta khi mà chụp ảnh, ví dụ chụp chân dung, chụp phong cảnh các thứ thì chúng ta vẫn thể dùng được. Còn nếu như mà chúng ta muốn mình chụp những cái thể loại khó như kiểu chụp thể thao, chụp động vật, chụp xe cộ thứ, thì thường những cái dòng này thì mình khuyên rằng là anh em là không nên chọn dòng này, bởi vì cái công nghệ lấy nét của nó thì không thực sự là tốt. Một cái điểm thứ ba nữa, những dòng máy này thì cũng thường là mang cái lớp vỏ nhựa này. Vỏ nhựa thì nó gọi là cái độ bền bỉ nó không được cao, nên là nếu chúng ta mà mang vào môi trường kiểu khắc nghiệt thì chắc chắn là nó sẽ có ảnh hưởng đến những cái chi tiết bên trong. Nên là mình cũng khuyên là những con máy này thì anh em nên là mình sử dụng cho cái nhu cầu hàng ngày thôi, kiểu như đi chơi, đi du lịch, chụp ảnh cho bạn bè, người thân, người ra trong gia đình của mình ấy, thì dùng cái này ok, không vấn đề gì cả. Thì đấy là những cái line up những con máy 4 số. Thì thường những con máy này thì nó sẽ có những con như kiểu như 1000D này, 1200D, 2000D, 3000D gì đấy, vân vân, mây mây, có rất là nhiều. Có nhiều con 4 số nha. Thì có một cái lưu ý nhá, là nếu anh em nào mà có thể mình đang quan tâm đến những dòng 4 số này, thì có một cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý này.
đó là cái lab 4 số này thì Canon thì họ chia ra một vài những cái thị trường khác nhau thì sẽ có cái tên gọi nó hơi khác nhau một tí. Ví dụ như là cái con máy mà phiên bản quốc tế của con 2000D này thì đương nhiên là có tên 2000D này. Nhưng mà nếu như mà là phiên bản nội địa Nhật thì nó sẽ có cái tên là KIS gì gì đấy. Ví dụ con này là con KIS X90. Thì nếu như mà anh em nào mà có thể mình nhìn thấy tương thấy cái con máy nào tương tên KIS nghe nó rất là lạ này thì mình cũng không phải quá lo lắng đâu nhá. Chúng ta có thể mình thử search cái tên con này ra, mình search ở trên Google chẳng hạn, mình thử xem nó là con máy phiên bản quốc tế nó tên là gì để chúng ta có thể biết được con máy này nó là con 2000D, 3000D hay là 4000D, không có vấn đề gì cả. Còn về cái khác biệt về chất lượng thì cũng không có quá nhiều đâu. Nó tất cả nó đều là đạt cái chuẩn chất lượng của Canon, không khác biệt mấy về gọi là cái độ bền bỉ gì cả. Tính năng cũng như nhau, không khác gì. Chỉ có cái nó khác nhau là về thứ nhất là tên gọi, thứ hai là có thể có một số con máy nội địa Nhật thì nó có cái thiết lập về ngôn ngữ hơi khác một tí. Thì nếu anh em nào mà có thể mình không quan trọng vấn đề đấy thì mình cứ chọn con máy này cũng không vấn đề gì đâu. Còn cái phiên bản của Bắc Mỹ thì nó sẽ cũng có tên bắt đầu là bằng cái chữ Rebel ấy, đấy, thì đấy là những con máy phân khúc 4 số của Canon. Tiếp theo thì sẽ có một cái dòng máy nữa mà có rất nhiều anh em quan tâm và yêu thích. Đó là các dòng máy 3 số, những con máy mà nó có cái tên, nó có 3 chữ số. Ví dụ như những dòng như 700D này, 750D này, 800D các thứ. Những dòng máy này thì nó vẫn thuộc cái phân khúc entry level. Nó cũng thuộc phân khúc entry level nhá. Đấy, những con ví dụ là 700D này, 750D, 800D. Đấy, những con máy 3 số. Thì những con máy 3 số này thì mặc dù là nó cũng nằm trong cái phân khúc entry level giống với những con 4 số. Thế nhưng mà những con máy 3 số này thì nó sẽ có một số khác biệt này. Đầu tiên là về mặt công nghệ nhá, thì thường những dòng máy 3 số này thì theo như cái cá nhân mình đánh giá ấy, là mình thấy rằng là cái về mặt công nghệ những dòng này nó có phần nó hiện đại hơn so với cái dòng 4 số. Nó thường sẽ có những cái công nghệ về lấy nét nó tốt hơn này, nó có những cái tính năng nó hữu ích hơn này. Ví dụ như là những dòng máy 3 số đời sau của Canon nó sẽ có thêm những cái tính năng như mình xoay lật này, thậm chí là có cả cảm ứng này, có cả kết nối Bluetooth, Wi-Fi các thứ. Thậm chí là những con máy đời gọi là sau này, những con kiểu 800D, 850D các thứ còn hỗ trợ cái khả năng quay video rất là tốt, mà nó vượt trội hoàn toàn so với những dòng máy 4 số luôn. Nên là có rất nhiều anh em quan tâm những dòng máy này để mình có thể mình khởi đầu việc làm quay nhiếp ảnh. Giá thành thì đương nhiên là những dòng 3 số nó sẽ cao hơn những dòng 4 số. Thế nhưng mà đổi lại thì cái việc mà nó được những cái hiệu năng nó tốt hơn này, những cái chất lượng ảnh nó cũng tốt hơn, công nghệ hiện đại hơn và cái gọi là thao tác sử dụng mình cũng cảm giác nó dễ hơn ấy. Thì những cái dòng máy 3 số này thì mình nghĩ rằng là những anh em nào có thể là mình nếu kinh phí mình cho phép ấy thì mình nghĩ là nên bắt đầu với những dòng máy 3 số hơn là dòng máy 4 số. Những dòng máy 4 số thì nó rẻ nhưng mà về công nghệ thì nó sẽ thua thiệt hơn so với những dòng 3 số khá là nhiều. Thì đấy, thì những cái dòng máy 3 số, những dòng 700D, 750, 800D thì hiện tại giờ đang được rất nhiều bạn quan tâm. Thì với hai dòng máy này thì có một cái dòng máy mà có thể nhiều anh em mình thấy đặt ra câu hỏi không biết là nó thuộc về phân khúc nào. Đó là những cái dòng máy gọi là những dòng máy DSLR gọi là mini. Những dòng máy này thì có thể anh em đã biết là có những dòng như là 200D này, 250D này, những dòng 100D. Thì những dòng máy này nó có một cái đặc điểm là thứ nhất là nó rất là nhỏ gọn, cực kỳ nhỏ gọn luôn. Đây, ví dụ như mình so sánh ở đây là một con 200D và một con 700D, anh em có thể thấy là con 200D nó bé hơn rất là nhiều. Thì những dòng máy gọi là mini DSLR này thì theo như Canon họ giải thích thì đó là một cái dòng máy lai, nó lai giữa hai dòng 4 số và 3 số. Thì nó sẽ có 3 dòng máy chính. Nó có 3 con máy chính thuộc cái dòng này, đó là con 100D, con 200D và con 250D. Đấy, có 3 dòng máy này thì là thuộc với cái phân khúc gọi là máy mini DSLR. Những con máy này thì thứ nhất là nó rất nhỏ gọn, nó nhỏ hơn khoảng tầm 30% so với những cái con máy thuộc vào dòng 3 số. Thứ hai là về công nghệ thì thường những cái dòng máy này nó có cái công nghệ nó tương đương với các dòng 3 số. Tuy nhiên thì bởi vì là để đảm bảo cho cái việc là nó nhỏ gọn, nó bé như thế này thì cũng sẽ có một số cái cắt giảm. Thứ nhất là về cái chất lượng thân vỏ này, thứ hai là về cái giao diện cũng sẽ bớt nút đi so với các dòng máy 3 số. Thế nên nếu như anh em nào có thể mình đang cần tìm những cái dòng máy mà nó nhỏ gọn, nó dễ mang vác, rồi công nghệ đủ tốt để anh em có thể sử dụng vào những thể loại khác nhau, nhưng mà có thể anh em mình không gọi là quá quan trọng về vấn đề cái giao diện phải đầy đủ nút hoặc là mình không quá cần là cái con máy phải thực sự bền bỉ ấy, thì có thể mình chọn những dòng máy những cái dòng mini DSLR này. Con máy này thì có một điều rất là hay, cái thời điểm mà chúng ra mắt ấy thì được nhận xét và được đánh giá là những con máy DSLR nhỏ nhất thế giới. Đấy, những con máy này nó rất là hay.
Thì tiếp theo thì có một cái dòng nữa, một cái dòng máy nữa cũng rất đặc biệt. Những cái dòng máy này thì nếu như mà các anh em có thể là mình có nhiều kinh phí hơn, chúng ta muốn tìm những dòng máy mà nó có công nghệ hiện đại hơn này, hiệu năng nó tốt hơn, có sự bền bỉ nó ấn tượng hơn so với những cái dòng máy entry level, thì họ sẽ đến với một cái dòng máy có tên là Semi Pro. Semi Pro, nghe thấy cái chữ Pro là nghe thấy nó sướng hơn, chất hơn đúng không? Thì Semi Pro thì nó có cái dòng máy gì? Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái dòng máy nó gọi là các dòng máy 2 số. Các dòng máy 2 số này thì có thể chúng ta đã biết đến những dòng như là những con như là 60D, này, 70D, 80D, 90D. Nhưng dòng máy 2 số này thì nó có khác biệt gì so với con máy 3 số và 4 số? Thì thứ nhất là những con máy 2 số này thì khi mà anh em cầm vào trên tay sẽ nhận thấy ngay lập tức là những con máy này nó có cái chất lượng thiết kế là nó có cái cảm giác gì đấy nó cao cấp hơn, cầm trên tay nhìn nó đầm và nó sướng hơn. Đấy là cái điểm đầu tiên. Cái thứ hai là anh em có thể nhận thấy là những con máy này thì nó sẽ có một cái cục pin nó to hơn, bởi vì là cái cục pin của những dòng máy 2 số này thì nó là cái cục pin LPE6, nó to hơn cái cục pin được dùng trên những con 3 số và 2 số. Nên là anh em khi mà dùng những dòng máy này thì mình có thể yên tâm là mình có thể mình dùng được cả một ngày rồi mà không phải lo vấn đề bị hết pin. Đấy. Còn một số cái điểm nữa thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cũng sẽ cho anh em một cái trải nghiệm nó tốt hơn khi mà mình dùng những dòng máy 2 số như này. Thứ nhất là về công nghệ, thì thường là những dòng máy 2 số thì được trang bị cái công nghệ lấy nét có phần nó tốt hơn so với các dòng máy entry level. Cái thứ hai là về gọi là cái chất lượng gọi là xử lý hình ảnh nhá, thì cái chip của những con 2 số này thì cũng có phần nào đấy mà cái chất lượng hình ảnh nó tốt hơn so với các dòng máy entry level. Thế nên có một điều là nếu như anh em nào mà có thể là thời điểm này mình muốn đầu tư một con máy mà mình vừa giúp cho anh em có thể mình làm quen nhiếp ảnh nó dễ dàng, nhưng mà mình cũng tính đến việc là mình muốn đầu tư lâu dài, mình không muốn gọi là mình phải đổi máy nhiều ấy, mình muốn dùng con máy có thể là sau này mình chơi lâu dài này, hoặc là mình có thể làm nghề các thứ, làm nghề nhẹ, thì anh em có thể mình tìm kiếm những dòng máy 2 số này, nó những cái lựa chọn rất là tốt. Đấy là những dòng máy 2 số. Thì những dòng máy 2 số này, những dòng máy 2 số này thì đương nhiên là giá nó sẽ cao hơn so với những con máy 3 số, 4 số cũng tương đối. Tuy nhiên thì nó vẫn là những cái dòng máy ở phần này thì anh em có thể chúng ta đã hiểu này, những cái dòng máy này thì nó có một cái điểm chung. Đó là chúng đều mang cảm biến APS-C. Thì gọi là cảm biến, hay còn gọi là cảm biến crop ấy. Đấy. Tất cả những dòng này đều mang cảm biến crop nhé. Thì những cái cảm biến này thì nó là cái cỡ cảm biến gọi là cảm biến gọi là cái cỡ chung chung ấy, thì nó sẽ cho anh em cái chất lượng hình ảnh nó đủ dùng, nó phù hợp để chúng ta có thể dùng cho những cái nhu cầu để chụp ảnh hàng ngày, hoặc là chúng ta làm nghề nhẹ nhàng một tí. Thế nhưng mà nếu chúng ta mà thực sự chúng ta cần tìm một cái dòng máy mà nó phải có cái chất lượng ảnh thực sự đẹp, nó phải đẹp này, nó phải trong trẻo, nó phải đủ để chúng ta có thể làm nghề chuyên nghiệp ấy, thì có một cái dòng máy nó gọi là các dòng máy mang cảm biến full frame. Thì cảm biến full frame nó là gì? Cảm biến full frame thì như ở đây mình đang có một con máy nó mang cảm biến full frame. Đấy, cảm biến full frame. Cái cảm biến này thì nếu như anh em nào mà có thể mình chưa hiểu nó là cái gì ấy, thì chúng ta cứ hiểu rằng cái cảm biến full frame này, cái cảm biến ghi hình của các dòng máy full frame này, nó có cái kích thước nó to hơn khoảng 1,5 lần so với những dòng máy mang cảm biến APS-C nhờ những dòng 2 số, những dòng 3 số mà mình vừa giới thiệu. Thì với cái việc mà nó mang cảm biến lớn hơn như vậy thì chúng ta hiểu cơ bản nhé là chất lượng ảnh nó đẹp hơn, xóa phông nó nhìn nó ảo hơn và cái độ sắc nét, độ chi tiết nó tốt hơn. Thì với cái việc mà nó có cái cảm biến lớn như vậy thì cũng đương nhiên đồng nghĩa việc là cái giá thành của những dòng máy full frame này nó sẽ cao hơn so với những dòng máy mang cảm biến APS-C như ở đây mình giới thiệu. Thì đấy, thì nó là nếu như anh em mà mình tìm những dòng máy mà nó cần cái chất lượng ảnh nó phải đẹp ấy, thì chúng ta thêm một tí kinh phí, chúng ta tìm kiếm dòng máy mang cảm biến full frame. Thì ở cái phân khúc Semi Pro này thì cũng có một cái dòng máy, một cái series máy, nó gọi là series 6D. Series 6D. Thì đây là cái dòng máy nó mang cảm biến full frame nhá. Anh em nào mà có thể mình đang tìm con máy mà để mình làm quen nhiếp ảnh nhưng mà cũng phải có cái chất lượng ảnh đẹp và có cái cảm biến full frame thì có thể mình chọn những dòng máy
6D này. Đấy, những dòng máy 6D này thì bây giờ giá nó cũng ở mức độ gọi là vừa phải, nó không quá đắt, không quá rẻ. Anh em có thể mình làm quen, mình muốn gọi là học nhiếp ảnh nhưng mà mình vẫn muốn chụp ảnh đẹp và ảo ấy, thì làm quen với những con máy 6D này cũng là một cái lựa chọn rất ok. Đấy, nó sẽ có con 6D này, nó có con 6D2 nữa. Đấy, phiên bản sau của nó. Đó, thì nó là những con máy thuộc phân khúc semi pro nhưng mà lại mang cảm biến full frame. Thì tiếp theo nó sẽ có một cái phân khúc máy thứ ba, nó là phân khúc máy pro. Đấy, nghe pro là biết rồi đúng không? Nghe pro là thấy chuyên nghiệp đúng không? Thì đúng với cái tên như vậy, các dòng máy phân khúc pro thì thường những dòng máy mà thứ nhất là nó có cái chất lượng chuyên nghiệp này, hiệu năng cực cao, có cái thiết kế nó rất là cao cấp này, để phục vụ cho những cái nhu cầu mà những cái người có thể là những người làm nghề, những người làm dịch vụ hoặc là những người chụp ảnh chuyên nghiệp đem vào những môi trường nó có cái hiệu năng, nó có cái cường độ làm việc nó cao hoặc là môi trường khắc nghiệt. Chính con máy này thì thường nó sẽ phải đảm bảo những việc, đó là nó cần phải có một cái chất lượng bưu vỏ nó tốt này, nó phải làm từ hợp kim magie này, nó phải có những cái hiệu năng bên trong nó rất là hiện đại để đáp ứng được cái nhu cầu làm việc. Thì ở trong cái phân khúc pro này thì nó có 3 dòng nhé. Dòng đầu tiên đó là các dòng máy 7D. Có một điểm rất là buồn cười nhé, là các dòng máy 7D này thì thật ra nó là cảm biến APS-C, nó là cảm biến crop, nó giống những cái dòng máy 3 số ấy này. Thế nhưng mà những cái con máy 7D này này thì nó lại có một điểm rất là hay, đó là những cái con máy này thì nó có cái hiệu năng lấy nét rất tốt và có khả năng chụp liên tiếp cực kỳ cao. Những cái dòng máy này thì thường là được Canon họ thiết kế ra để dành cho những cái người mà có nhu cầu là mình muốn chụp ảnh những cái thể loại khó như là chụp thể thao, chụp động vật di chuyển nhanh, chụp xe cộ, chụp máy bay các thứ. Thì họ rất thích các dòng máy 7D này bởi vì nó có cái tốc độ xử lý rất là nhanh này. Cái thứ hai thì có một cái dòng nữa, nó là dòng 5D. Đấy, dòng 5D. Thì ở đây mình cũng có một con là con 5D Mark 3. Con 5D Mark 3 này thì nó là một cái đại diện nó rất là đáng giá của cái series 5D. Bởi vì con 5D này, những cái dòng máy 5D này có một cái điểm chung, đó là nó mang cho mình cảm biến full frame, có cái chất lượng ảnh rất là tuyệt vời luôn. Màu ảnh đẹp này, độ trong trẻo tốt này, sắc nét rất là chi tiết này. Nó có cái giải dynamic range, giải tần sáng nó rất là cao, để có thể những người mà có nhu cầu mình cần chỉnh sửa hình ảnh, cần hậu kỳ hình ảnh ấy, thì sẽ thấy rất là thích cái file của cái dòng máy 5D này. Thì mặc dù những dòng máy 5D này thì có thể là về hiệu năng lấy nét và về cái tốc độ xử lý nó sẽ không thể so được với những dòng máy 7D, thế nhưng mà nó lại bù lại bằng việc là mang một cái chất lượng ảnh rất là đặc biệt, rất là tuyệt vời. Thì nếu như mà những ai có thể có nhu cầu mình cần, thứ nhất là chụp ảnh sản phẩm này, chụp ảnh chân dung này, chụp ảnh kiểu chụp ảnh mẫu, chụp ảnh nghệ thuật thứ, thì sẽ rất thích con máy thuộc series 5D này. Đấy. Và một cái dòng máy cuối cùng, dòng máy này là người ta gọi là dòng máy flagship của Canon. Đây là những cái dòng máy mà nó hội tụ sức mạnh của cả dòng 5D và dòng 7D để thành con máy. Nó vừa có chất lượng ảnh tuyệt vời, đẹp, sắc nét mà lại vừa có hiệu năng xử lý rất là hiện đại, cực kỳ cao, cực kỳ cao cấp. Thì mình có hiểu nó là một cái dòng máy nó kết hợp giữa hai con 5D và 7D nhá. Đấy chính là series 1DX. Đấy. 1DX thì đó là một cái dòng máy có thể gọi là nó tổng hòa tất cả cái gì tuyệt vời nhất, hiện đại nhất của Canon. Những con máy 1DX này thì thường là dành cho những cái người mà họ có thể là nhu cầu họ cực kỳ chuyên nghiệp này, họ cần đem con máy vào những cái môi trường tác nghiệp, ví dụ là những môi trường rất là khắc nghiệt, điều kiện thời tiết thất thường này, hoặc là đem đến những cái vùng chiến sự chẳng hạn, những cái người phóng viên báo chí các thứ, họ sẽ rất thích những dòng máy 1DX kiểu như này. Những con máy này thì về độ bền bỉ cực kỳ bá đạo này, về cái hiệu năng chụp và xử lý rất là cao và chất lượng ảnh tuyệt vời. Đặc biệt là những con 1DX Mark 2, Mark 3 thì còn có thêm một cái điểm rất là hay, đó là cái hiệu năng chụp chiếu sáng của nó rất tốt. Có những con máy mà chụp trong điều kiện mà không có một tí gọi là đèn chiếu sáng nào mà vẫn có thể cho ra bức ảnh nhìn như ban ngày luôn. Đấy là những con máy thuộc C1X. Thì đương nhiên những con máy 1DX này thì sẽ có giá thành rất là cao. Ví dụ như con 1DX Mark 3 hiện tại bây giờ giá nó vẫn loanh quanh đâu đấy khoảng tầm hơn 100 triệu. Đấy là những con máy mà nó có giá, nó gọi là chỉ có để cho những người nào có thể là người chụp ảnh siêu chuyên nghiệp hoặc là những cái đoàn thể họ có nhiều kinh phí thì họ có thể đầu tư được những con máy 1DX này, gọi là những dân chơi thứ thiệt ấy. Họ muốn gọi là sở hữu những con máy tốt nhất của Canon thì họ sẽ tìm con máy 1DX này. Đấy. Thì đấy là một cái có thể gọi là một cái giới thiệu nhanh để cho anh em có thể mình hiểu được một chút là về cái phân khúc máy ảnh của Canon thì nó có cái gì khác nhau. Thì mình xin tổng kết lại một tí nhá. Entry level, những dòng máy giá rẻ, gọi là có cái chất lượng và hiệu năng đủ để cho những người mới chơi làm quen với nhiếp ảnh, thì sẽ có dòng 4 số và dòng 3 số. Thì hai dòng này nó có một cái dòng kết hợp, thì đó là những cái dòng 100D, 200D và 250D.
những cái dòng máy mini DSLR ấy, thì là những con máy gọi là nhỏ nhỏ để có cả hai điểm chung của hai dòng này. Cao một tí thì có cái dòng Semi Pro thì nó có hai dòng máy, một dòng mang cảm biến APS-C là cái dòng hai số, các dòng 60D, 70D, 80D, 90D có cái công nghệ tương đối hiện đại và cho những cái anh em có thể là mình mới chơi nhưng mình vẫn muốn có con máy để sử dụng lâu dài thì có thể mình chọn con máy hai số này. Một cái nhánh của dòng Semi Pro là các dòng 6D, 6D, 6D2. Những dòng máy này thì nó sẽ mang cho mình cảm biến full frame, nó vẫn có cái công nghệ nó tương đương với cái dòng máy hai số nhưng mà nó sẽ mang cho mình cái chất lượng hình ảnh nó tuyệt vời hơn, nó vượt trội hơn. Các dòng máy Pro thì sẽ có ba dòng máy chính, các dòng 7D, những dòng máy có mang cảm biến APS-C nhưng mà nó lại mang một cái hiệu năng chụp và xử lý rất là tốt. Các dòng máy 5D, các dòng 5D2, 5D3 thứ, 5D4 thì các dòng máy nó sẽ mang cảm biến full frame và cho chất lượng ảnh đẹp, đã mắt. Kết hợp hai dòng này thì sẽ ra dòng cuối cùng, dòng flagship đỉnh cao nhất của Canon, đó là dòng 1DX. Các dòng máy này thì dành cho những cái người siêu chuyên nghiệp đem máy vào trong những cái điều kiện khắc nghiệt để tác nghiệp, giá thành rất là cao nhưng mà bù lại thì có thể nhận được lại những cái điều gì gọi là tinh túy nhất, hiện đại nhất của Canon. Ok, thì đấy là một cái video chia sẻ kiến thức nhanh nhanh của mình dành cho các anh em. Nếu như anh em nào mà có thể mình đang chưa hiểu các dòng máy của Canon thì nó phân chia như nào trên cái bảng tuần hoàn này, trên cái cây phá hệ này, thì có thể đặt câu hỏi dưới phần bình luận để mình có thể rất là vui lòng mình giải đáp thắc mắc của anh em nha. Còn nếu anh em nào mà có thể mình muốn có cái ý kiến đóng góp thì cũng hãy để lại bình luận comment để chúng mình rất là vui lòng tiếp nhận cái ý kiến của anh em. Ok, còn nếu anh em có thấy video này hay hãy để lại một like, kèm một sub để đón xem cái video chia sẻ kiến thức tiếp theo của chúng mình. Xin chào tất cả các anh em, hẹn gặp lại lâu sau. Mình là Hoàng Sơn.